Hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn đó là một cái mẫu cây nanh heo rừng bọc bạc nha. Mẫu của mình là mẫu bọc đầu rồng đấy. Tại vì đa số những các cái mẫu nanh heo thì nó sẽ có khá là ít các cái mẫu kiểu dáng bọc. Nó không thể có nhiều giống như là mẫu nanh hay là mẫu móng nhá. Tại vì nanh thì nó cái độ to của nó không không có nhiều và nó chủ yếu là về phần độ dài thôi. Thế nên các bạn đa số để ý thấy được rằng đó là các cái dòng mẫu nanh heo để mà các cái mẫu bọc bạc thì nó sẽ không thể đa dạng bằng các cái mẫu móng, ví dụ như móng phếch, cái dòng dòng móng hổ được. Đó, dòng móng hổ thì nó rất là to, chỉ là nó to về bề ngang thì là cái kiểu dáng bọc của nó thì nó sẽ có rất là nhiều để mà thiết kế như là rồng bay phượng múa các thứ, nó có rất là nhiều trên 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 thị trường, trên mạng luôn đó. Nhưng mà dòng nanh heo thì nó rất là ít. Nếu như dòng nanh heo mà các bạn bọc nó to quá thì nó lại không quá đẹp đó. Với những cái dòng mẫu nanh heo bình thông thường như này thì nó đa số là chỉ có rồng và bọc chụp bạc bình thường cơ bản đó. Nhưng mà ví dụ như các bạn có muốn đặt mẫu khác, bên mình vẫn có nhé, bên mình vẫn có nhận gia công theo. Thì là tùy thuộc vào sở thích của các bạn muốn bọc mẫu như nào thôi đó. Còn thông thường thì là mẫu bọc rồng này là cơ bản là tương đối là đẹp rồi, và cái chi phí cho một cái mẫu bọc như này thì nó cũng ở cái mức tầm trung đó. Thì là ngoài cái mẫu bọc rồng ra thì các bạn có muốn bọc mẫu khác, bên mình cũng có vẫn nhận bọc được đó. Thì là tùy thuộc vào các bạn muốn bọc mẫu nào, các bạn có thể gửi mẫu qua thì bên mình có nhận gia công theo các bạn nhé. Cảm ơn các bạn cũng đã xem hết video clip của mình.